cả mọi người đang xem cái video clip này của Tiến nha. Thì mình xin tự giới thiệu, mình là Tiến, kênh YouTube của mình là Tiến B. Số điện thoại để liên hệ với mình là 0706 222 435. Mình cũng có để ở dưới góc trái màn hình hoặc là ở dưới mô tả nha. Thì hôm nay mình giới thiệu với anh em mình một cái dòng súng bắn đạn cao su giá cực kỳ rẻ luôn. Cái dòng súng cao su này giá nó cực rẻ, nhà xài thì nó quá là ok rồi, nó phải nói là nó rất là bền, rất là tốt luôn đấy. Thì những cái bạn nào, anh chị nào mà cái mình muốn chơi những con hàng cao su mà mình kinh tế, cái vấn đề kinh tế mình là nó chưa cho phép để sở hữu những cái con súng bắn đạn cao su cao cấp, các vật súng đạo cao cấp của shop của Tiến đang có, thì mình có thể chọn mua những cái con hàng giá rẻ như thế này để mình chơi, mình sử dụng thì nó cũng ok. Đấy. Thì cái súng bút bắn đạn cao su một viên có nút bấm này thì bên shop Tiến chỉ làm có 2 triệu thôi, tặng kèm theo là 3 viên kẹo cao su, 3 viên kẹo cao su này cho tất cả mọi người luôn. Đây, súng bút bắn đạn cao su. Thì súng bút nó như thế nào thì hôm nay mình nhắc lại một lần nữa nha. Thì đây là hình dáng của cái súng bút nè. Nó kéo lên rồi nó có một cái nút bấm. Đây, mình kéo lên như thế này. Đó. Thì mình muốn nó sử dụng thì mình chỉ ấn bóp cái nút này và nó sử dụng thôi. Đó. Còn khi mà bỏ đạn á thì mình đây. Mình bỏ đạn vào đây. Bỏ đạn vào đây thì mình bóp lại là sử dụng nha. Bóp đạn vào. Đây, mình bỏ đạn vào như thế này. Đó. Thì mình gắn lại là sử dụng. Mình đặt lại đi. Đó, nó cũng cực kỳ đơn giản thôi. Đó. Tại mình không có bỏ vào để mình hạn chế, nhiều khi mình nói chuyện với anh em mình quên mình bấm nút này một cái là nó cực kỳ nguy hiểm luôn. Hiện tại thì mình đang ở trong phòng đó, thì mình không có bỏ đạn vào. Nhưng anh em lưu ý nè nha, khi mà cái bút của mình khi mà lấy về thì anh em đừng có bỏ đạn sẵn vào trong cái súng, không cả súng bút mà ngay cả súng nào cũng như thế, mình đừng nên bỏ đạn sẵn. Tại nhiều khi mình quên hoặc là những người khác người ta cầm vào không biết, vô tình bắn một cái thì nó nhiều cái sự nhiều cái chuyện nó không hay nó xảy ra. Đó, tốt nhất khi nào mình cần sử dụng thì mình đã lắp vào nha, rồi xong về thì mình không có nhu cầu sử dụng, không có sử dụng nữa thì mình tháo ra, mình tháo, mình lấy cái viên đạn mình để ra ngoài nha. Đó, lưu ý như thế. Đó, còn khi mà mình đã lên đạn rồi mình đừng có chĩa vào người ta, chĩa vào ai hết. Ví dụ như mình giỡn mình cũng đừng nên làm như thế nha. Tất cả súng bút hay tất cả súng gì cũng vậy, nguyên tắc là mình không được cầm chĩa thẳng vào người khác. Đó. Thì để tránh những sự việc nó không hay, nó đáng tiếc xảy ra thôi mọi người. Đó, súng bút. Thì tất cả những cái hàng này đó, đó là hàng của bên shop Tiến làm nha. Hàng này là hàng mình gia công. À, nên anh em rất là ok, xài nó thoải mái, không có lỗi lầm gì. Cái mẫu này cũng như Tiến nói, anh em có thể xem lại những cái clip trước đây của Tiến làm, đó là mẫu súng bút cải tiến mới nhất. Mình làm là mình quan trọng vào chất lượng của nó nữa. Anh em thấy không, mình làm nó khoảng dài hơn, khoảng gần 2 phân so với cái mẫu cũ. Thì cái mẫu nó này là cái lực lò xo nó đủ. Lò xo nó đủ nên cái lò xo nó dài hơn, nó đủ lực hơn, khi mà anh em kéo ra nó nhẹ hơn. Những cái mẫu cũ do nó ngắn quá như thế này, muốn mà lực của nó để đủ mạnh để đập nổ thì bắt buộc cái lò xo bên trong nó phải cứng. Khi mà cứng á, cảm giác cho anh em mình kéo ở đây là nó rất là nặng tay luôn. Nặng tay thì cái viên lò xo đập nó tới, còn đây là cái lò xo mình làm dài hơn một xíu. Kéo rất là nhẹ nhàng luôn. Đó, bóp vẫn đủ lực. Rồi, mình đã làm thêm một cái đây ở dưới này nè, một cái găng nè. Đây mình tháo cái này đi, cái này mình móc cái khóa vô rồi. Đây, tháo này ra. Thì cái này nó có cái hay như thế này nè. Đó, mình làm cho anh em tháo được luôn. Cái kia là mình đóng bịch lại cái mẫu cũ á, còn này mình làm tháo rời ra. Anh em thấy lò xo không? Mình xài một thời gian 1-2 năm gì đó, hoặc là mình không xài, mình để lâu cái lò xo thì tự động nó sẽ bị cứng và nó chai, nó cứng cái lò xo lại á.
thì nhiều trường hợp là đập nó không nổ, hoặc lò xo nó giãn nó nhão quá, đập nó đập không đủ lực để nổ, thì mình mua cái lò xo khác, mình thay vào, mình cắt vừa bằng cái khoảng cách như thế này mình thay. Còn lò xo thì mua ở đâu thì anh em tự biết, là tiệm bán đồ vật liệu, đồ sắt, đồ đó thì nó bán lò xo này rất là nhiều đó, thì mình mua mình thay vào thôi. Nó mình tính cái đường thay cái lò xo cho anh em, mình xài mua cái bút này xài rất là thoải mái, ok luôn á. Mình tính cái đường mà khi mà nó bị thế, anh em mình có thể rất là đơn giản để mà sửa chữa cái tháo thay rồi so khác để chơi thôi. Còn vấn đề nằm niết ở kim quả ở trong không bao giờ hư anh em, hay cây kim hỏa anh em nhìn thấy không? À quên, mình tháo cái cây kim hỏa ra cho anh em xem luôn. Nó thật là cái hàng độ chế này mình làm cái kim hỏa nó cũng tốt hơn cái hàng thật nữa. Đây nè, cây kim hỏa nó ba lớn đây thì anh em xài rất là yên tâm vô tư rồi, không có sợ mà gãy, không có sợ gãy kim gãy gì hết nha. Cái cây cỡ này làm sao mà gãy được đó, anh em thấy không? Đó, nên cái bút này mình phải nói là xài rất là ok. Mình để đây xíu gấp. Anh em mua hàng thì cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại của Tiến nha, mình cũng có để góc trái màn hình đó. 0706 222 435. Một cây bút như thế này thì giá cực rẻ luôn, chỉ có 2 triệu thôi. Mình tặng kèm theo 3 viên cho anh em mình chơi. Lưu ý là shop Tiến chỉ nhận chuyển khoản shop mình mới gửi hàng nha. Đó, đây là bút cao su, bắn bằng đạn cao su. Và lưu ý nè, nó chỉ bắn được một loại đạn là đạn cao su thôi nha, nó không bắn được đạn thật hoặc là đạn thể thao 22LG, nó chỉ bắn được đạn cao su. Shop Tiến thì chỉ làm những hàng công cụ hỗ trợ nha. Đây, đạn cao su nè. Đó. Rồi, mình kết thúc cái video tại đây nha. Anh em mình mua hàng thì cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại của mình. Và nhớ cho nhấn nút đăng ký kênh giúp mình để ủng hộ mình nha. Khi nào mình ra những video mới thì anh em sẽ thấy ngay, hoặc là những cái clip test gì đó anh em mình xem vui, xem tham khảo thì sẽ xem được ngay luôn nha. Rồi, mình xin chào và xin tạm biệt tất cả anh em.